đã có câu hỏi đầu tiên. Thì mời bạn báo cáo bạn Nguyễn Phương Nga là câu hỏi đầu tiên là giải thích tại sao nhịn ăn có thể gây ra phản ứng phụ. À, câu này là liên quan đến bác sĩ nhiều hơn. Bạn Nga có thể trả lời câu này không? À, dạ vâng, đối với câu này thì em sẽ giải thích là ở đây không phải là nhịn ăn có thể gây phản ứng phụ, mà là nhịn ăn hoàn toàn, có nghĩa là chúng ta nhịn ăn nhịn uống luôn, thì khi tiêm thuốc cản quang vào người sẽ gây khó chịu, gây kích ứng thì sẽ khiến cho bệnh nhân có tăng cái phản ứng hoặc là ói. Còn cái việc mình nếu là chỉ đơn giản là nhịn ăn nhưng mà nhịn ăn không hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể là uống nước hoặc là uống sữa thì cũng sẽ không gây ra phản ứng phụ. Không gây ra phản ứng phụ mà không làm tăng cái nguy cơ phản ứng phụ, còn với cơ địa nếu có phản ứng phụ thì nó vẫn sẽ xảy ra phản ứng phụ. Bổ sung thêm một tí. Cái đó là trước đây là cái câu hỏi này, trước đây là kinh điển. Trước đây thì phải nhịn ăn hoàn toàn, nhưng mà từ khi có những thuốc cản quang tốt hạn chế những cái tác dụng phụ, tức là ngay từ khi có cái thuốc cản quang Novonic ấy, thì những cái phản ứng phụ này rất ít. Cái thứ hai nữa là cái nhịn ăn ấy thì không phải là gọi là phản ứng phụ, mà gọi là những cái vấn đề, ví dụ chúng ta bệnh nhân người có tuổi ạ. Buổi sáng chúng ta là bình thường bệnh nhân phải ăn uống, mà khi đến đến chụp tao phải nhịn ăn thêm 2 3 tiếng nữa thì bệnh nhân có thể có những cái vấn đề liên quan đến đường huyết. Lưu ý cái vấn đề như vậy. Cái thứ hai là không nên ăn nhiều, vì nguyên tắc là không nên ăn nhiều, vì dù sao mà khi bệnh nhân nằm ngửa vậy, khi ăn thì nó sẽ trào ngược từ cái đường tiêu hóa sang đường hô hấp. Thì cái này là kinh điển rồi. Hóa ra là bây giờ bạn Nga nói cũng đúng đấy, tức là không nên ăn nhiều, có thể là để hạn chế cái bệnh nhân khi nhịn đói mà gây hạ đường huyết. Đấy, thì lưu ý ở những người có tuổi, lưu ý có tuổi hoặc là trẻ em. Đấy, thì cái phần đó thì tôi bổ sung thêm cái phần như vậy. Vâng, xin mời câu hỏi thứ hai ạ. À đây, cái bạn Nga thì câu này liên quan đến lý ven bên trái và gây ra cái trào ngược tim mạch, xin mời bạn Nga. Dạ, thì đối với cái việc mà trào ngược tĩnh mạch khi lấy ven bên trái thì cái này chắc mình phải hình dung lại về cái giải phẫu. Thì mọi người sẽ để ý là cái phần tĩnh mạch dưới đòn lên cái chỗ tĩnh mạch cảnh thì phía bên trái nó sẽ cái đoạn chỗ tĩnh mạch dưới đòn bên phải lên, ấy, xin lỗi, tĩnh mạch dưới đòn bên trái lên cái tĩnh mạch cảnh chung trái ấy, nó sẽ to hơn so với bên phải, và khi mà bơm với tốc độ cao, tại vì mình cũng để ý là khi mà mình chụp mạch vành mình sẽ chích với tốc độ ít nhất là 5 ml, thì có khả năng với tốc độ cao như vậy với có khả năng là nó sẽ bị trào ngược lên. Vâng, thì tôi bổ sung thêm này về giải phẫu mà. Thì khi lấy ven bên trái thì nó sẽ về cái tĩnh mạch không tên, tĩnh mạch cánh tay, xong nó về cái tĩnh mạch di đòn, xong nó lên tĩnh mạch cảnh trong. Đấy, tĩnh mạch cảnh gốc, xong lên tĩnh mạch cảnh trong. Như vậy cái xu hướng là tĩnh mạch thì nó sẽ chạy lên trên trên đầu. Đấy, nó ngược lại với VC là cũng là chạy ngược trở lại. Thì cái này chạy xuôi. Thì do vậy là khi bạn tiêm vào áp lực cao mà thì khi nó đầy ở trong hệ thống tĩnh mạch, nó khác với động mạch, nó đầy trong hệ thống tĩnh mạch thì nó sẽ làm giãn cái tĩnh mạch từ dưới đòn đi lên, và nó sẽ gây ra cái lượng thuốc cản quang có thể gây ra cái trào ngược ở đấy. Thì đấy là một cái phần mà người ta muốn hạn chế cái thuốc cản quang nó đi ngược lên trên trên não là như vậy. Và mình xin mời câu hỏi thứ ba, một câu hỏi nhé. Vâng, bây giờ là bệnh nhân hen không dùng beta lốc, vậy dùng thuốc gì và như thế nào? Thì cái này liên quan đến cái này thì bạn Nga có ý kiến gì không? Này tôi bổ sung thêm một chút, thì là trong cái vấn đề beta lốc cũng giống như thuốc cản quang ấy, thì hen là một trong các chống chỉ định tương đối, gần như là chống chỉ định liên quan đến, trước đây là chống chỉ định tuyệt đối đấy, hen và liên quan đến dị ứng kháng sinh, đấy, là chống chỉ định như tuyệt đối. Và cái thứ ba nữa là dị ứng đã có trước, dị ứng trong những trường hợp mà bệnh nhân đã dùng iốt trước mà đã có dị ứng rồi thì sau là không dùng nữa. Thế thì liên quan cái đó thì có 2 điểm. Điểm một, thực tế là cái tỷ lệ mà beta lốc mà gây ra cái hen suyễn này thì là rất thấp, tác dụng phụ mà tác dụng phụ nó không phải là cái gây ra hen là chính, mà liên quan đến cái nhịp chậm quá, bệnh nhân đã vừa vừa, nhưng mà chúng ta dùng thuốc hoặc là dùng beta lốc là chúng ta phải có liên quan bác sĩ lâm sàng thì mà cộng thêm cái việc theo dõi cái nhịp của bệnh nhân, không không và cái tìm cái liều để bệnh nhân thích ứng.
thì cái phần này thì là thực tế ra là không phải trường hợp nào chúng ta dùng cái lớp, đặc biệt là với những cái máy và 784 dãy hay là liên quan đồi gò hay là hai bóng hai đầu bóng hay hai bóng tần lượng thì chúng ta cũng chọn lựa giữa cái dùng thuốc với lại cố gắng áp dụng tốt cái kỹ thuật của máy ấy, nâng cao cái tối đa để hạn chế với dùng thuốc. Thì bất kỳ cái dùng thuốc vào với bệnh nhân thì cũng không phải là tốt cả, để trừ bất đắc dĩ. Cái này là phải lựa chọn giữa cái chỉ định và cách dùng. Cái này là tương đối thôi, không phải chống chỉ định tuyệt đối. Tôi trình bày trong cái thực hành. Chúng tôi sử dụng cái Betalox này từ năm 2006 đến bây giờ. Cho bây giờ thì chưa có cái tác dụng nặng nào liên quan đến cái biến chứng của cái Betalox cả. Dạ, em xin trả lời câu hỏi số 1 ạ. Theo sử dụng CT hám mắt lượng trong khảo sát tiêu máu cơ tim ở bệnh viện của em làm á, thì hiện tại nếu mà mình sử dụng hai đầu bóng để mình chụp khảo sát mạch vành so với mình sử dụng một đầu bóng khảo sát mạch vành, thì em thấy là sử dụng một đầu bóng cái độ phân giải để mình khảo sát mức độ hẹp động vành tốt hơn so với sử dụng hai đầu bóng. Và em có hỏi kỹ sư bên hãng á, thì kỹ sư vẫn báo là nếu đánh giá hẹp mạch vành mà không cần khảo sát tưới máu cơ tim thì nên sử dụng một đầu bóng. Còn nếu mà khảo sát tưới máu cơ tim thì mình chấp nhận mình khảo sát tưới máu cơ tim thì mình sẽ chấp nhận là mình sẽ giảm cái độ phân giải so với chụp mạch vành hoặc đầu bóng. Vâng, chắc cảm ơn cái câu trả lời rất là rõ của bác sĩ Hồ nha. Thế ngoài ra là trước khi mà chỉ định để làm kỹ thuật ấy thì chúng ta phải lưu ý là cái mục tiêu của lâm sàng là cái gì, đúng không ạ? Nhưng mục tiêu lâm sàng mà đánh giá về hình thái độ ảnh vành thì nên dùng CT một đầu bóng, mà khi có cần phải phối hợp để đánh giá tưới máu cơ tim thì nên dùng hai đầu bóng. Rất là hay. Câu hỏi tiếp theo, mời các bạn có thể xem câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là protocol chụp giữa cái này cũng hay gặp đây. Cái này giữa cái thông thường của bệnh vành với lại cái bệnh lý tim bẩm sinh của trẻ em, kể cả người lớn nữa, thì có cái đường điểm gì khác nhau không? Câu này thì xin mời hai ba giáo viên có thể cho kinh nghiệm. Bạn Hồ thì cho biết là với cái CT hai đầu bóng này thì trong việc đánh giá cái bệnh lý tim bẩm sinh ấy, thì cái ưu thế như thế nào so với lại cái CT thông thường, CT một đầu bóng? Dạ. Đấy, hai. Chắc là câu hỏi như thế dễ hơn. Và yeah, em xin trả lời câu hỏi thứ hai ạ. Cái CT hay mức năng lượng á, cái giá trị của nó ngoài cái giá trị khảo sát tưới máu của tim, nó còn có giá trị là nó sẽ giảm những cái artifact, ví dụ như artifact chuyển động hoặc là artifact mà do canxi, thì mình có sử dụng hai đầu bóng để mình có thể hạn chế được cái đó. Và đặc điểm của đối với những trường hợp mà chụp nhi, thì đối với bệnh viện của em hiện tại là chỉ sử dụng một đầu bóng và chụp nhanh, chụp giống như chụp flash. Thứ hai nữa là mình không có lấy cái protocol của chụp mạch vành để mình qua mình chụp. Lý do là những cái bệnh tim bẩm sinh thì mình cần khảo sát cái tim phải, tim trái, ngoài ra mình còn khảo sát những cái bất thường của cái tĩnh mạch hoặc đại động mạch, nên cái protocol nó sẽ khác so với chụp mạch vành. Và chụp này thường chụp một cái thì động mạch và thì tĩnh mạch thì chụp nhanh. Ưu thiên là mình sẽ giảm cái liều đến tối thiểu nhất có thể. Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thêm một cái câu hỏi nữa liên quan đến cả bạn Nga và bạn Hồ đấy, nhưng đặc biệt là bạn Nga đấy. Cả hai bạn đều trình bày đến cái FA đánh giá cái phân lượng như trong mạch vành đấy. Thì cái đấy có ý nghĩa về mặt thực hành trong vấn đề chỉ định xem cái căn nguyên cũng như là chỉ định chính xác cái chỉ định để can thiệp mạch vành. Cái này như thế hẳn. Thì câu hỏi của tôi là bây giờ cái phần mềm FFA có đặc điểm gì đặc biệt không ạ? Có cần phải mua thêm hay là có thể dùng cái phần mềm đó với tất cả các máy được không? Và theo bạn khuyến cáo thì có nên sử dụng FFA trong tất cả các máy CT có chụp mạch vành bây giờ không? Xin ý kiến của bạn Nga. Nga đâu nhỉ? Nga. Dạ. Câu hỏi của mình ấy, là liên quan đến cái sử dụng FA vì trong thực hành rất là quan trọng cho việc đánh giá khi chỉ định để can thiệp mạch vành. Thế thì câu hỏi một là cái phần mềm của FA ấy,
nó có đắt không, có tính khả thi trong việc thực hiện thực hành bây giờ không. Cái thứ hai là cái phần này thì có thể ứng dụng với tất cả các loại máy, kể cả một đầu bóng, hai đầu bóng, hay là 125 dãy hay 256 dãy không, và có thể trở xu hướng trở thành thường quy được không, theo ý kiến của bạn Nga? Dạ thì trước khi mà em trả lời câu hỏi này, em xin bổ sung lại một xíu về cái phần mà chụp hai đầu bóng mà hồi nãy bác Hồ có nói đó. Thì cái mà chắc có lẽ là hơi nhầm một, giữa cái mà một đầu bóng chụp hai mức năng lượng và chụp hai đầu bóng nó sẽ khác nhau à. Tại đối với mà cái phần mà chụp đánh giá giữa cái tim bẩm sinh thì chủ yếu là mình thiên về là cái hình thái của thiên của tim hơn là cái phần phần chức năng. Còn thật ra thì đối với cái mà chụp túi máu cơ tim hoặc là chụp mạch vành, chuyện sử dụng hai đầu bóng nó vẫn có một cái lợi thế hơn. Cho em coi lại cái câu hỏi phía số 1 được không ạ? Tại vì đối với dòng hai đầu bóng mình vẫn có thể sử dụng là hai đầu bóng với cùng một mức năng lượng để cho cái nhịp để cho cái thời gian chụp của mình nó nhanh hơn, chụp được cho những cái mà ví dụ như là cái tim bẩm sinh hoặc là những cái bệnh nhi có nhịp tim cao. Còn đối với hai mức năng lượng có nghĩa là mình sẽ chụp ở hai đầu bóng với hai mức năng lượng khác nhau thì cái thời gian chụp nó cũng sẽ vẫn là kéo dài, cũng khá là tương đương so với là chụp với một đầu bóng, thì nó sẽ bị giới hạn ở một số cái, nó sẽ bị giới hạn về cái độ phân giải thời gian. Thì đó là cái việc mà dùng hai mức năng lượng để đánh giá cái mạch vành kết hợp với lại cái túi máu. Thì ở đây là cái đối với là thì em sẽ nhắc nói lại đó là cái việc sử dụng hai mức năng lượng để đánh giá cái túi máu ở trên cái hệ thống một đầu bóng thì nó sẽ bị một số hạn chế về cái độ phân giải thời gian. Tuy nhiên đối với sử dụng hai mức năng lượng trên hệ thống hai đầu bóng là do hai đầu bóng phát với lại liều lượng KV độc lập khác nhau thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng về cái độ phân giải thời gian, bởi vì cái rotation time của hai đầu bóng nó là độc lập và nó là quay đồng thời. Rồi quay lại với câu hỏi về cái phần mềm mà tính FFA thì đối với cái FFA hiện tại mình đang sử dụng đó là một phần mềm của bên thứ ba, là một cái có tên là Halfflow. Thì giống như trong cái bài trình bày của em, nó sẽ có cái những cái tiêu chuẩn về chất lượng, về cái hình ảnh, yêu cầu hình ảnh của cái Halfflow để có thể xử lý được. Thì cái này nó có thể sử dụng ở tại vì nó là một bên thứ ba nên có thể là sẽ sử dụng được ở những hãng khác nhau. Và về cái mức giá thì thật ra thì ở Việt Nam chưa có cái này ấy, nên mức giá thì em cũng không nắm chắc lắm ạ. Vâng. Cái này thì cái đây 5-6 năm thì đã sử dụng FA ở nước phát triển rồi. Tuy vậy thì cái giá khá đắt, mà tôi hôm trước tôi có hỏi cái giáo sư người Mỹ mà sử dụng cái phần mềm này thì cái này nó dùng điện toán đám mây, sau khi mình có hết các lưu trữ của cái cách đọc vi tính của mình thông thường rồi thì mình sẽ toàn bộ cái dữ liệu đó thì mình sẽ gửi lên cái điện toán đám mây, và cái công ty mà có phần mềm này họ sẽ xử lý nó FA và họ trả lại cho mình cái kết quả, và từ cái kết quả đó thì mình sẽ có rất có ý nghĩa cho mình nên thực hành là can thiệp mạch vành, đặc biệt là đặt stent hay là đánh giá các vấn đề liên quan đến huyết động học. Cái phần này đồng ý với bạn, thế là khá đắt. Khi tôi hỏi thì tình hình khá đắt, là một cái ảnh đưa ra như thế thì giá cũng phải có khoảng 1.000 đô, 2.000 đô. Thế nhưng mà đắt quá so với một cái kết quả mà mình đánh giá. Thì do vậy nó không, hiện tại thì thời điểm cách đây 5-6 năm thì nó không thực tế lắm. Không biết bây giờ thì tôi cũng chưa có điều kiện để xem là nó có khả thi không, và mình đưa ra thì rất có ý nghĩa, nhưng mà không hiểu sao cái sự đao giá xuống với sự ứng dụng vào trong các máy nó chưa tích hợp được. Thực tế ra cái mảnh vành phải liên tích hợp cái đó thì nó có ý nghĩa hơn trong vấn đề thực hành. Vâng, các câu hỏi tiếp theo xin mời ban tổ chức có thêm câu hỏi đúng không ạ? Ở đây câu hỏi thứ ba, thời gian giữa các lần chụp step đấy và đi này bao nhiêu? Cái phần này thì xin mời cả hai báo cáo viên ạ, đặc biệt là bạn bác sĩ Hổ.
Em xin chia sẻ màn hình nha. Mình có hai cái protocol để chụp. Một chụp là mình chụp cái mạch vành, xong mình chụp cái gắng sức, và sau đó mình sẽ chụp một cái thì nghỉ. Thì cái nguyên tắc của mình là khi mình chụp một cái mạch vành và mình chụp thì nghỉ á, thì mình sẽ chờ cho cái thuốc tương phản nó thải hết cái hệ thống tuần hoàn, để sau đó mình sẽ truyền cái thuốc để tạo gắng sức, và cái thuốc này là thuốc adenosine. Sau đó mình sẽ thời gian mình truyền khoảng từ 3 đến 5 phút và mình sẽ tiến hành mình sẽ chụp cái gắng sức. Nói thì nó lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế là ở bệnh viện cũng chưa có xài, và như ở Việt Nam cũng chưa có xài. Lý do là cái thuốc adenosine đó là hiện tại là chưa có cấp phép và hiện chưa có được sử dụng trong các cái bệnh viện. Cái phần tiếp theo em xin nói thêm nữa là những cái thuốc mà để tạo gắng sức để mình chụp là phải phối hợp với những cái bác sĩ lâm sàng chuyên về tim mạch, nên bác sĩ trong đó ảnh mình đó là chỉ có cài cái setup, về sau đó bác sĩ lâm sàng xuống sẽ sử dụng thuốc để tạo gắng sức và phối hợp với mình để chụp. Hiện tại ở bệnh viện em thì cũng chưa có thực hiện chụp cái hai mức năng lượng, mà ở cái thì gắng sức chỉ được chụp cái thì nghỉ và hoặc là chụp cái thì delay thôi ạ. Vâng, cảm ơn cái thông tin của bác sĩ. Tôi cũng cung cấp thêm một chút xíu, là trong cái dùng adenosine ấy thì nó cũng không được thường xuyên. Trước đây thì trong các đơn vị can thiệp mạch vành ấy, trong các cái lab ấy, thì người ta đã dùng cái đó để đánh giá rồi. Tuy vậy thì hiện tại thì nó cũng chưa được phổ biến, và cái phần mình có thể dùng adenosine trong CT mạch vành thường quy. Tuy vậy thì cái giá thành nó cao, cộng thêm một lần chụp nữa. Vì do vậy là người ta thường thấy rằng nếu khả năng mà phải chỉ định cái mạch vành thì người ta sẽ chuyển bệnh nhân sang chụp DSA và sau đó dùng adenosine trong một cái phòng kép lép, để từ đó là đưa ra cái chỉ định này. Sau khi sử dụng adenosine thì cái đặc điểm huyết động, thay đổi huyết động học của mạch vành đến đâu, từ đó người ta đưa ra một cái chỉ định điều trị can thiệp cho nó phù hợp. Thì cái này ở trong kép lép mà có dùng adenosine. Tuy nhiên thì đúng như mọi người cũng nói là cái sự cấp phép này cũng đang có cái hạn chế nhất định khi sử dụng. Vâng, chúng ta cần có một câu hỏi nữa, sau đó là chúng ta sẽ làm cái test. Đây, câu hỏi này thì liên quan đến cơ chế và xử lý bệnh, liên quan đến bác sĩ Hồ. Tổn thương sơ sẹo sau lại ngấm thuốc bụi, cái này thì chắc là về xử lý bệnh thì có thể cho thêm thông tin cho anh em. Dạ, em xin trả lời câu hỏi số 4 nha. Khi những cái tổn thương mà sơ sẹo thì cái môi trường ở xung quanh giữa những cái tế bào sơ á, là đặc điểm của nó là sẽ ngấm thuốc tương phản từ từ và tăng dần. Nên những cái tổn thương mà sơ sẹo thì mình sẽ chụp ở cái thì muộn, thì lúc đó cái tổn thương sơ nó bắt thuốc tương phản nhiều, và cái tổn thương thiếu máu hoặc là cái cơ tim bình thường nó đã thải thuốc rồi thì nó sẽ bộc lộ rõ hơn. Cái phần cơ chế thì em có đọc một cái bài nghiên cứu thì nói rất rõ, nhưng mà em cũng quên cơ chế, hình như nó là như vậy.